Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Big Bet dự đoán cùng thể thao văn hóa. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trận đấu thứ 3 giải Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa câu lạc bộ Manchester United và câu lạc bộ Crystal Palace. Sau hai lượt trận đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh thì MU có được 4 điểm nhờ một chiến thắng ấn tượng trước Chelsea. Và mới đây là trận hòa 1-1 trên sân của Wolves. Ấn tượng mà Quỷ Đỏ để lại đến lúc này có lẽ là lối chơi có ý đồ và đội hình trẻ hóa được huấn luyện viên Solskjaer đặt niềm tin. Trong khi đó thì Crystal Palace mới chỉ có 1 điểm sau 2 vòng đấu. Thất bại 0-1 ở lượt trận vừa qua trên sân Sheffield đã đưa Crystal xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Làm khách trên sân của MU sẽ là thử thách rất lớn với họ ở vòng đấu này. Bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua lực lượng của hai đội. Trong những trận đấu đã qua thì bộ đôi Martial và Rashford đã chơi khá ấn tượng trên hàng công của MU. Nhiều khả năng những cái tên này vẫn nằm trong đội hình xuất phát. Ở hàng thủ thì Maguire và Lindelof cũng đã để lại nhiều dấu ấn tốt. Như vậy nếu có thay đổi thì đó là vị trí của tân binh Daniel James và người thay anh có thể sẽ là Pereira. Bên phía Crystal Palace, Zaha vẫn được trao niềm tin bên cạnh Benteke. Cựu cầu thủ của MU được kỳ vọng sẽ tỏa sáng vào lưới của đội bóng cũ. Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất thì MU đã áp đảo với 4 trận thắng và Crystal Palace chỉ đúng một lần có điểm. Đó là trận lượt đi mùa giải năm ngoái khi hai đội hòa nhau không đều. Về phong độ thì Quỷ Đỏ nhìn hơn khi thắng 4 trên 5 trận gần nhất, còn Crystal Palace chỉ có đúng một chiến thắng ở 5 trận đã qua. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem tỷ lệ của trận đấu này như thế nào. Thưa quý vị, ở tỷ lệ ở trận đấu sắp tới trên sân nhà, Manchester United sẽ chấp Crystal Palace 1/4 trái. Trên sân Old Trafford, MU chắc chắn sẽ chơi tấn công trước đối thủ và việc có tỷ lệ đối đầu áp đảo sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Solskjaer tự tin để hướng đến 3 điểm. Tuy nhiên, việc mới chỉ có 1 điểm sau 2 vòng đấu sẽ buộc đội khách chơi phòng ngự và với tỷ lệ cao như thế này thì chúng ta nên lựa chọn Crystal Palace. Còn bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu. Tỷ lệ tài xỉu của trận này là 2/3. Các con số thống kê cho thấy 4 trên 5 lần gặp nhau gần nhất có tổng tỷ số nhiều hơn 3 bàn. Đây được dự đoán cũng là trận đấu có không ít bàn thắng, nhất là với các chân sút của MU đang muốn khẳng định mình. Và dự đoán của tôi cho trận đấu này là Manchester United trên sân nhà sẽ vượt qua Crystal Palace với tỷ số là 2-1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.